Chào anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của em nha. iPhone 12 iOS 14.6. Em đang cắm cái sợi dây này, cáp nè, trực tiếp từ trên con điện thoại iPhone này lên cái xe ha. Thì khi mà mình sử dụng cái phiên bản iOS này á, mình cắm dây vào á, mình direct bằng cái tower rent á, thì cái màn hình xe của mình nó hạn chế hoặc là nó đang bị lỗi về cái cách kết nối có dây với cái cổng cáp này ha, với CarPlay á. Thường anh chị nào mà đang sử dụng iOS 14.5.1 trở lên, sử dụng cái Tauren hay là Uncover để mình direct mình sử dụng CarPlay á, là mình sẽ bị hạn chế cái việc kết nối với cáp này. Cắm vào đôi lúc nó nhận nhưng đôi lúc nó sẽ không nhận, thì đa phần nó sẽ không nhận ha. Bây giờ em cắm lại cho anh chị thấy ha. Đây, cắm vào thì ở trên cái màn hình xe của mình nó vẫn đọc cái điện thoại á, nhưng mà nó không có nhận, nó CarPlay này không có sáng lên. Vậy thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách fix ha. Đơn giản là mình sẽ sử dụng cái bộ chuyển đổi không dây. Bộ chuyển đổi này em cũng đã giới thiệu rồi ha. Rồi, bây giờ em sẽ cắm vào cái này. Nó sử dụng cho CarPlay, cắm vào thì nó sẽ tự động nó sẽ phát ra cái Bluetooth. Xe của mình thì nó sẽ kết nối thôi. Rồi đó. Thì trên điện thoại của trên cái màn hình xe của mình, điện thoại nè, điện thoại lúc nãy em kết nối rồi, bây giờ nó sẽ tự động nó kết nối luôn. Đó, nó vào thẳng luôn ha. Đó. Rồi. Giờ này thì mình có thể sử dụng thôi. Nãy em kết nối rồi ha. Đó. Để kiểm tra lại thì anh chị và các bạn sẽ thấy ha, cái 14.6 nè. Đó. Rồi. Dùng bình thường ha. Không dây thì nó cũng rất là mượt luôn. Con này cấu hình cao nên có dây là không dây đều rất là mượt. Đó. Thì nếu anh chị và các bạn nào mà đang gặp phải cái tình trạng mà tương tự giống như em á, do phiên bản iOS, thì mình có thể tham khảo những cái thiết bị hỗ trợ kết nối không dây giống như là Calling Kit hoặc là cái cục mà em đang nói ha. Cắm vào nó tự động nó kết nối luôn. Ok, video đến đây là tạm dừng ha. Nếu anh chị và các bạn thấy video này hữu ích, hãy like, subscribe, share, ủng hộ kênh YouTube với em nhé. Cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.